Tiền Giang lốc xoáy kinh hoàng khiến nhà xưởng gần 10.000 mét vuông đổ sập. Nhà xưởng 10.000 mét vuông bị lốc xoáy làm đổ sập, nhiều mái tôn văng khắp nơi khiến hàng trăm công nhân đang làm việc tại xưởng gần đó hoảng loạn. Chiều ngày 14 tháng 10, cơ quan chức năng xã Tân Hương phối hợp cùng huyện Châu Thành, Tiền Giang vẫn đang khẩn trương khắc phục sự cố nhà xưởng bị đổ sập do lốc xoáy. Đại diện lãnh đạo xã Tân Hương cho biết khoảng 15 giờ cùng ngày, một cơn lốc xoáy đã quét qua khu vực khu công nghiệp Tân Hương, xã Tân Hương, khiến một nhà xưởng tốc mái và đổ sập. Theo lãnh đạo xã, nhà xưởng đổ sập do lốc xoáy một công ty Hanxi có diện tích gần 10.000 mét vuông. Thời điểm nhà xưởng đổ sập không có công nhân làm việc nên không gây thiệt hại về người. Các công nhân đều làm việc ở xưởng bên cạnh nên không ai bị thương. Hiện tại các đơn vị chức năng đang phối hợp khắc phục sự cố, lãnh đạo xã Tân Hương cho biết. Thiệt hại ban đầu vẫn đang được thống kê nhưng nhiều tài sản đã bị hư hỏng sau vụ việc. Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp cùng nhân viên công ty Hanxi vận chuyển các thiết bị máy móc ra khỏi đống đổ nát.